Sau đây chúng tôi giới thiệu cách để xem thêm những cái đài truyền hình ở Việt Nam ở hải ngoại, nếu nó không có nằm trên clip. Những cái đài này đã có sẵn trên TV thông minh, những cái đài này thì nó đã có sẵn rồi, nhưng mà nếu có những cái đài mà không có nằm trong list này đó, thì chẳng hạn như Sài Gòn TV, Viet Channel hoặc là Viet Today chẳng hạn, thì quý khách có thể đi xuống cái mục là application và đi ngang qua, và ở trên này dưới cái mục là recommended app đó, thì nó có hai cái app là Uno TV và app Viet Channel ha. Thì quý khách có thể download hai cái app này về và xem thêm những cái đài ở trên này. Tôi biết là trên hai cái app này nó có khoảng trên 10 đài Việt Nam ở hải ngoại nữa. Thì tôi bấm vào cái Viet Channel chẳng hạn, thì nó hiện ra cái này và nó nói là cần phải download cái app này trên online xuống. Thì tôi bấm download ha. Thì nó sẽ download. Thì sau khi download xong nó hỏi là có muốn install không, thì tôi bấm là install. Và tôi đi xuống đây thì nó hiện ra trong app này, thì nhớ là bấm mũi tên của bên phải ha. Và chọn là install và mình bấm install. Thì app này nó sẽ install trên cái hộp. Cái app này là Viet Channel, có khoảng 5 đến 6 đài live channel trên này. Sau khi bấm xong thì quý khách có thể bấm open hoặc là done chẳng hạn. Thì trong trường hợp này tôi muốn install thêm một cái app Uno TV nữa, thì tôi bấm nút quay trở lại trên remote ha. Về lại cái trang này, tôi bấm nút home để quay lại. Và sau đó tôi qua cái này và tôi chọn cái Uno TV để tôi install cùng một lúc luôn, thì bấm download xuống cái app này ha. Và nó sẽ download. Ok, và chúng ta bấm install và chúng ta chọn qua phần install ở dưới này. Không có install ở đây bên phải. Và chúng ta install nó.